Đúng như vậy Thanh Tâm, nếu luật này được chấp hành thì có rất là nhiều người mua sắm tại Cali sẽ phải thay đổi thói quen của mình hoặc kiếm những cái khác để mang đồ đạc về nhà. Tuy nhiên, đã có những thành phố như Dana Point, Laguna Beach và Huntington Beach tại quận Cam đã sớm thông qua những luật thành phố để cấm những bao nhiêu lông được xài tại các chợ búa và các tiệm hàng hóa khác. Thượng viện Cali gần đây đã thông qua dự luật SB 270 để cấm bao nhiêu lông và đang chờ đợi quyết định chấp thuận của thống đốc Jerry Brown. Nhưng năm trước, một thành phố nằm rất gần Little Saigon, Huntington Beach, đã bắt đầu cấm các siêu thị, tiệm bán thuốc tiệm tạp hóa, vân vân, phân phối bao nhiêu lông cho khách hàng. Có những người xem luật cấm là một điều bất tiện như ông Don McKinney. Tuy luật lệ đòi hỏi là những tiệm nằm dưới luật cấm phải có những loại bao khác cho khách hàng, ông McKinney đã gặp những trường hợp mà phải tự cầm đồ ra xe bằng tay what I find is I don't mind the ban on plastic bags. I find most stores don't have a substitute. And we actually walked into several stores and had to hand carry all our individual items out of the store. Và những nơi mà những bao nhiêu lông như thế này bị cấm thì các khách hàng có một vài chọn lựa. Họ có thể trả 10 sen để mua một cái bao giấy để khiêng đồ về nhà. Hoặc họ có thể mua một cái bao reusable, có nghĩa là một cái bao có thể xài đi xài lại và mang theo mỗi lần họ đi mua sắm. Những cái bao này được bán với giá rẻ ở 1 hay hai đồng có những cư dân không coi đây là một vấn đề và không ngại trả 10 sen để mua một bao giấy. Dù vậy, những người mua sắm như ông McKinney vẫn không hiểu tại sao ông đột nhiên phải trả 10 xu cho một cái bao. Vì từ trước đến nay, bao đều là do các cửa tiệm cung cấp miễn phí. Why should I pay 10 cents today for a plastic bag I got free yesterday? I know it's a small amount of money. It's more the principle of the, of the matter. I've just grown up all my life with a paper bag is fine, something to carry your groceries out of the store. Những người đến du lịch từ những nơi khác cũng có những kinh nghiệm với những luật lệ nhằm giảm sử dụng bao nhiêu lông. Bà Pramila Sharma chẳng hạn đến từ tử bang Maryland và tuy bao nhiêu lông không bị cấm hoàn toàn tại đó, bà đã quen trở năm xu một bao.

Và cô còn cảm thấy hơi bị lương tâm cắn rứt khi bỏ quên bao dùng lại ở nhà và phải phung phí một cái bao nhiêu lông. And I'm, I'm guilty of it too, so while I will forget to bring my uh, fabric bag. and then they all have it right there, and I'm like, well, only cents. Okay, even though I feel bad about it. Tuy không sống ở đây, Heather rất ủng hộ luật cấm vì những lý do môi trường. Well I personally think it's a good idea because I think that plastic bags you just take them out of convenience even when you don't need them half of the time you're buying if you're buying something small it comes in a bag and then so you're putting something in a bag

Well, I think there's a lot of things that we do because we feel that it's natural because we've always, always done it. But just because we've always done it doesn't mean we always should do it. I think once you set a new pattern, that becomes the way we've always done it. So in 20 years, you'll have people say, "Well, we always brought fabric bags. Why wouldn't we?" Ngay cuối tháng sau thì chúng ta sẽ biết được là thống đốc Jerry Brown sẽ ký dự luật này hay không. Nhưng hiện nay chúng ta thấy được là có nhiều nơi tiên phong như Dana Point, Laguna Beach, Huntington Beach và cả quận Los Angeles đã bắt đầu cấm các bao nhựa lông và những khách hàng vẫn có thể mua sắm như thường với một vài thay. đổi trở lại với thanh tâm và khoa cát trong studio